Nhà đất Thanh Tuấn xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Thanh Tuấn. Và hôm nay em xin giới thiệu quý khách hàng một căn nhà phố nằm ngay vị trí đó là đường Phan Huyết, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà quý khách hàng ơi, căn nhà của ông ta có một diện tích đó là ngang 4, độ dài lên đến đó là 12m, được gia chủ thiết kế đó là một trệt một lầu này, gồm đó là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, gồm có ban công nhà quý khách hàng. Và đây là mặt tiền chính của căn nhà của ông ta thì được gia chủ thiết kế tân trang lại mới nha, theo một kiến trúc rất là hiện đại của nhà phố của năm 2021 đó. Và đây là căn nhà của ông ta thì có một mức giá thì đó là 4,6 tỷ đang còn thương lượng với quý khách hàng nha. Và đây là một vị trí thì hẻm trước ra vào này, hẻm xe hơi ra vào rất là thoải mái như quý khách hàng, một con hẻm lên đến đó là 4m, hẻm thông như quý khách hàng đó. Đây là khu vực hẻm thông của nhà chúng ta. Và nhà chúng ta thì là nằm ngay một vị trí thì chúng ta chỉ cắt một trục đường hẻm của đường Phan hết thì tầm 300m thôi. Nó nằm trong một khu nhà phố thì rất là an ninh. Đó, đây là quý khách hàng. Đây là căn nhà của chúng ta thì hôm nay em sẽ giới thiệu quý khách hàng. Căn nhà này thì là có hướng là hướng Tây Bắc, phù hợp cho quý khách hàng nào phong thủy Tây tứ giật nha. Với một mức giá 4,6 tỷ, nhà full nội thất, hẻm xe hơi thì quý khách hàng hãy nhân tay sở hữu căn nhà này nha. Rồi, ở khu phía ngoài đây thì chúng ta có một bộ cửa sắt rất là kiên cố, gia chủ thiết kế khu phía ngoài này đây. Tiến bên trong thì chúng ta có một khu vực phòng khách. Phòng khách này thì gia chủ đã thiết kế trang trí đó là một bộ ghế sofa rất là đẹp nha quý khách hàng. Đó, thảm trải, bàn uống trà này, kệ tivi thì gia chủ áp sát vào bên tay phải quý khách hàng đây. Nhà được gia chủ thiết kế dán giấy dán tường phun nhà nha quý khách hàng. Thiết kế rất là đẹp luôn. Cầu thang thì được gia chủ thiết kế áp sát vào bên tay phải quý khách hàng đây, gia chủ thiết kế ở giữa nhà. Cầu thang thì uốn theo được từng nhịp nha. Xung quanh nhà thì gia chủ có thiết kế dán cho chúng ta những cây cảnh này, nó rất là đẹp luôn. Và đây là không gian phòng bếp của chúng ta. Khu vực phòng bếp này thì chúng ta có một bộ bàn ăn, 4 ghế, tủ bếp được áp sát vào bên tay trái quý khách hàng. Có thiết kế đó là máy hút khói, bếp điện từ. Phía trên thì chúng ta có tủ bếp được làm từ gỗ ván ép của An Cường. Rồi chúng ta tiến vào khu phía sau nhà. Khu phía sau nhà thì chúng ta có một không gian giếng trời thì gia chủ đang thiết kế là một không gian cây xanh trồng ở khu vực phía giếng trời ở cuối đây. Đó. Và đây là không gian nhà vệ sinh, nhà tắm của chúng ta gia chủ thiết kế nha. Khu cuối nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm rất là rộng rãi luôn. Và đây là khu vực phòng bếp này, chúng ta cùng qua lại một lần nữa rồi chúng ta cũng sẽ di chuyển lên khu phía trên nha quý hàng. Và bên em thì đang còn rất nhiều căn nhà đẹp từ mức giá từ 2 tỷ cho đến 5 tỷ. Và chúng ta mà bây giờ chúng ta coi lại không gian phòng khách một lần nữa nha. Một căn nhà thì có chiều ngang lên đến 4, chiều dài 12m thì rất là rộng rãi và rất là thông thoáng. Rồi, bây giờ thì xin mời quý khách hàng chúng ta cùng di chuyển lên khu vực lầu 1 chúng ta cùng tham quan nha. Cầu thang thì được làm từ gỗ căm xe này quý khách hàng ơi, lót đá marble. Và đây là khu phòng ngủ đầu tiên của chúng ta. Khu ở phía sau nhà thì gia chủ cũng thiết kế thì rất là bắt mắt luôn. Chăn ga gối nệm, tủ quần áo, kệ tivi, bàn làm việc. Phía sau nhà thì được cái thì rất là thông thoáng này. Quý khách hàng có thể để ý thì chúng ta có một cửa sổ. Gia chủ chừa cho chúng ta để chúng ta lấy ánh sáng, lấy gió vào nhà nha. Và tiện thì chúng ta cũng có thể là phơi quần áo tại ở đây. Không gian ở đây thì chúng ta có thể phơi quần áo này hoặc trồng cây. Đó, phía bên trên thì ở đây thì chúng ta có một lối cầu thang đi lên khu vực phía bên trên căn nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta thì có thể lên được thêm một tấm nữa nha. Số hiện trạng là hiện trạng cấp 3. Ở một căn phòng thì đầy đủ nội thất rồi. Nếu quý khách hàng muốn thêm sắm sửa thêm một số nội thất nhiệt tivi này thì chúng ta cũng gắn thêm nha. Máy lặn này, quạt gió này, đầy đủ rồi. Rồi chúng ta cùng tiến lên khu vực giữa nhà. Đó, đây là khu vực cầu thang đi lên. Đây thì chúng ta có một nhà vệ sinh, nhà tắm, gia chủ thiết kế này. Đó, nhà vệ sinh thì thiết kế ốp gạch men kéo lên đến hết trần nhà. Và nhà vệ sinh thiết kế ở bên trong các thương hiệu của Toto. Và đây là khu phòng ngủ phía trước nha quý khách hàng. Phòng ngủ phía trước này cũng đầy đủ nội thất luôn, chăn ga gối nệm,
thảm lót này. Đó. Cửa ra vào này được làm từ gỗ căm xe, rất là hiện đại. Máy lặn này, máy lặn mới nha quý khách. Có giá đó là 4,6 tỷ, thì giá thì đang còn thương liệu thì giá cũng rất là rẻ rồi. Hẻm xe hơi nha quý khách. Quý khách có thể di chuyển xe hơi ra vào rất là thoải mái luôn. Và vị trí thì quý khách có thể di chuyển ra đường Phan Huyết này, Bùi Quang Là, Nguyễn Duy Cung hay là Phan hay là Trường Chinh. Trong ban kính thì 5 phút đổ lại thôi nha. Ở đây là khu ban công phía trước của chúng ta. Đó, cửa này, cửa Indo nhôm Sifa nha. Ở đây thì chúng ta thì gia chủ đang còn lớp chúng ta một miếng ngói Thái ở đây nữa. Thì vài bữa nữa thì chủ nhà sẽ làm. Rồi, và em cũng xin nhắc lại, và căn nhà này có diện tích ngang 4, độ dài đến đó là 12. Giá thì gia chủ đang chào bán với giá đó là 4,6 tỷ, giá thì đang còn thương lượng nha. Nếu quý khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Thanh Tuấn nha. Nhà đất Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng một video khác.